lên ghế đi cho tao. Tôi xong rồi rồi. Nhà mày không có ngủ à? Mà ra đi trộm của tao. Ô thế mày có biết đồ ăn trộm bao giờ cũng ngon hơn à? What? Đồ ăn trộm bao giờ cũng ngon hơn à? Hả? Sao mày đánh tao? Tại vì anh rủ em đi ăn trộm ngô. Tôi đánh. Bác lại hiểu lầm, bọn cháu chỉ lấy sâu ngô thôi. Thế sao vặt cả bác xuống? Thế thì phải thịt gà thì mới vặt được lông chứ. Hả? Hai anh em mày giỏi nhé, cùng nhau đi ăn trộm cơ. Chưa nghe câu đoàn kết là sức mạnh à? Hả? Cái huyền cơ gì mà ăn trộm ngô nhà tao? Cháu ăn thử xem có độc không ấy mà. Qua vừa phun thuốc. What? Qua vừa phun thuốc. Bác là bác hiểu lầm tốt của anh em cháu đấy. Tốt kỳ khô gì? Nhiều ngô như này bác ăn sao hết? Cháu nhân hộ. Cháu nhân hộ. Hả? Tao nhận được, khỏi cần ăn hộ. Bác định có play chú bắt giới à? Cuối cùng cái gì? Ngô nhiều tinh bột, ăn nhiều béo lăn. Hả? Mắc ngô béo bỏ quý giá gì đâu mà sao lại ăn trộm vậy? Không bổ béo quý giá thì cho không đi. Mất công người ta đi ăn trộm. Hả? Cảm thấy thèm thuồng quá thì xin tao một câu, làm gì phải ăn trộm. Vậy thì bác có cho xin mấy cái bắp ngô có cái cục cứt. Chúng mày quan có học mà lại đi trộm cắp à? Cháu đang áp dụng biện pháp kinh tế đi tắt đón đầu. Là sao? Là cây bác trồng còn bắp cháu xin. Hả? Tao sẽ phải bảo bố mẹ mày. Chẳng ngu bác này, đừng bảo bố mẹ cháu nhá, bảo để dạy dỗ chúng mày. Gì cái lồn nào bác? Hả? Mày đã nghe câu không làm mà muốn có ăn thì chỉ có mà ăn đâu. Rồi ạ. Thế sao còn đi ăn trộm? Thế bác đã nghe câu liều nhiều thì ăn nhiều, không liều thì làm gì có ăn. Hả? Nắng chang chang như này không ở nhà đi còn ra đi trộm cắp à? Thế sao nắng chang chang đấy bác không ở nhà đi ra canh ngô gì? Hả? Ngô của tao để làm thuốc, ai cho mày ăn trộm? Sao ngô lại làm thuốc? Nhà bác ba đời trị bệnh à? Bác còn ai đang gặp vấn đề về xương khớp gọi ngay cho tôi. Xuống vào đây bác Mường. Đi. Ở đây có bao nhiêu máy? Sao trộm nhà tao? À thế mày trộm máy khác nhá. Thôi giờ đi về. Tôi đi về đi. Tao hỏi lần cuối, sao lại đi ăn trộm ngô? Để làm video cho mọi người xem thôi. Làm vlog giải trí thôi. Mọi cảnh quay đều là dàn dựng. Video chỉ mang tính chất giải trí thôi nhá, không phải cổ suý ăn trộm đâu nhá. Đúng rồi, mục tiêu mình làm video này là để gợi về những kỷ niệm tuổi thơ của mọi người gắn với đồng ruộng thôi nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Gia đình mình xin chào tạm biệt. Mua nhà nhớ. Mua nhà nhớ.